Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ nhặt về của tác giả Nguyễn Nhung. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. nửa khuya quỳnh anh đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc cô khẽ cựa bình rồi mở mắt nhìn xung quanh chợt nhớ ra sự việc lúc ở khách sạn khiến cô giật mình ngồi bật dậy cô nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình vẫn chưa tỉnh táo mà lầm tưởng đó là nhật minh mà hoảng hốt bên cạnh khi quỳnh anh bật dậy như thế khiến cho hoàng quân cũng giật mình theo anh ngồi dậy hỏi gấp quỳnh anh em sao thế nghe được giọng nói quen thuộc kia quỳnh anh mới vơi đi bớt mấy phần hốt hoảng hoàng quân đưa tay bật đèn lên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng kia của cô thì anh biết cô chắc vừa mơ thấy ác mộng kéo cô lại ôm vào lòng an ủi không sao có anh đây rồi em sợ quá đừng sợ anh vẫn luôn ở bên cạnh em à muốn uống nước không anh đi lấy nhé quỳnh anh cảm thấy cổ học mình cũng khô khớp nên gật đầu Hoàng Quân đi lấy nước mang vào cho cô uống. Sau đó anh dỗ rảnh cô. Đưa đây anh cất. Giờ nằm xuống đây anh ôm ngủ nhé. Dạ, anh nhớ đừng đi đâu nhé. Ừ. Hoàng Quân nằm xuống ôm cô. Quỳnh Anh chẳng chọc mãi mới ngủ tiếp được cho đến sáng. Ngày hôm sau, Hoàng Quân dậy trước nên làm vệ sinh cá nhân xong. Thế cô vẫn còn ngủ. Anh đi xuống dưới nhà kêu cô ba nấu cháo để lát cô dậy thì có ăn lúc này hoàng quân đang tự tay pha sữa cho cô thì từ ngoài ông thanh với bà mai đi vào trước hoàng phương cất xe rồi đi theo sau anh đi ra thì thấy cả hai ông bà xuất hiện từ sáng sớm thế này cũng kinh ngạc ba mẹ đến sớm vậy ạ à? bà mai nhìn quanh không thấy quỳnh anh liền hỏi con bé đâu rồi có ổn không con cô ấy còn ngủ mẹ ạ lần này con nghĩ cô ấy chắc sốc lắm chứ sao nữa ba mẹ nghe mà còn sốc nói gì con bé bị như vậy ông thanh giờ mới nói mà cái thằng đó là thằng nào là nhật minh người lần trước đi cùng thảo đến nhà mình đó ba ra là thằng đó à hôm trước nhìn mặt đã thấy chẳng đàng hoàng tí nào dạ thế đã điều tra ra được gì chưa tội nghiệp con bé lại bị hại như thế vẫn chưa ba ạ à? con có bảo văn khải đến nhà hàng đó xem rồi hoàng phương đứng đó cũng tức giận không kém Cô nghĩ nếu mà biết được ai dám dở trò với chị dâu mình thì sẽ không tha. Ít nhất là cho nó mấy cước vào hạ bộ cho khỏi sinh con đẻ cái luôn. Con lên phòng xem chị ấy dậy chưa nhé. Ừ, đi đi con. Ngồi một lúc thì Văn Khải cũng vừa hay đi đến. Anh ta thấy vợ chồng ông Thanh cũng có mặt thì chào. Hoàng quân thấy Văn Khải đến, nôn nóng hỏi gấp. Cậu có hỏi được gì không hả? Có thưa sếp. Văn Khải nhanh chóng lấy đoạn camera đã xin được từ nhà hàng ra đưa cho bọn họ xem, anh nói. Ban đầu em xin nhưng họ nói camera bị hỏng, sau đó thì em mua chuộc cô nhân viên trực lễ tân hôm đó. Cô ta sau một hồi bị em dọa sẽ nhờ công an can thiệp nên cũng nói rằng cô gái ngồi cùng bàn cho tiền vào bảo không được nói gì, ai hỏi thì bảo camera bị hư rồi. Vừa nghe Văn Khải nói cộng thêm coi những hình ảnh trong điện thoại bỗng chốc gương mặt của Hoàng Quân đỏ dần lên. Anh tức giận nắm chặt tay đến nổi gân xanh. Bà Mai với ông Thanh xem xong thì cũng ngỡ ngàng. Bọn họ kinh ngạc không nói thành lời. Hoàng Quân cất giọng lạnh lùng nói. Đúng là loại đàn bà không từ thủ đoạn mà. Cô ta dám làm như vậy với Quỳnh Anh sao? Bà Mai cũng không ngờ mình nuôi ong tay áo. Chính con gái nuôi của bà giáp tâm muốn hại con dâu tương lai của mình sao? Bà ban đầu không tin Nhưng chứng cứ rành rành ra như thế Thì sao mà chối được Quá quắt thật mà Mẹ không ngờ chúng ta lại nuôi cáo trong nhà Và nhiều năm nay chúng ta đối xử với nó rất tốt cơ mà Hoàng quân nói trong lửa giận Còn sẽ bắt cô ta chịu trách nhiệm Lần trước một lần rồi Ông Thanh với bà Mai nghe câu nói đó Hai người không hiểu lần trước là chuyện gì nữa Ông Thanh hỏi lại Con nói sao? Lần nào chuyện gì? Hoàng Quân nhớ lại rồi nói Hà Anh không còn là cô gái hiền lành như ngày xưa nữa Cô ta chính là người đã gọi Thảo và Nhật Minh đến Nhằm chia rẽ bọn con Nói những điều sai sự thật về Quỳnh Anh Khiến cả nhà mình suýt chút nữa hiểu lầm cô ấy Những chuyện đó là do một tay cô ta dụ dỗ xúi dục Thảo Thì ra là nó sao? Vâng, cuộc nói chuyện giữa Hà Anh với Thảo Đã bị Nhã Lan bạn thân của con nghe thấy Lúc này mọi chuyện mà ba người vừa nói, Quỳnh Anh đã nghe hết tất thảy. Cô vừa xuống đến chân cầu thang cùng với Hoàng Phương. Anh à, anh nói gì cơ? Quỳnh Anh đi lại gần, bà Mai nhìn thấy cô xuống thì kéo cô lại ngồi bên cạnh mình. Con dậy rồi à? Dạ con chào ba mẹ. Quỳnh Anh đã quen gọi họ là ba mẹ, mà ông Thanh với bà Mai cũng muốn cô gọi thế cho thân mật. Ừ, con thấy trong người sao rồi? Con không sao ạ, à? nhưng mà mẹ à những lời vừa rồi mọi người nói là sao người đứng sau tất cả là hà anh sao biết quỳnh anh đã nghe tất thải mọi chuyện rồi thế nên họ cũng không muốn giấu gì bà mai nói mẹ cũng không ngờ con bé hà anh lại trở nên như vậy chị ta thật quá đáng sao chị ta có thể làm vậy với con chứ đúng lúc này hà anh lại xuất hiện cô ta chưa hề biết bọn họ đã biết cô chính là người đã bỏ thuốc hại quỳnh anh Tạo vẻ như mình có lỗi vì đã đưa Quỳnh Anh đi mà bị vậy, nên mới sáng đã đi đến nhà Hoàng Quân, trên tay lại sách giỏ nước yến. Vừa bước vào đã thấy mọi người ngồi đó, khiến cho Hà Anh cũng hơi ngạc nhiên. Ôi, ba mẹ với Hoàng Phương đã đến rồi ạ, à? con tưởng mình đến vậy là sớm lắm rồi, không ngờ mọi người còn sớm hơn. Bọn họ vẫn bình thường như chưa biết gì, Hà Anh đi vào thấy Quỳnh Anh đã ngồi đó. Cô ta liền đến gần rồi đặt giỏ nước yến xuống mà nói kiểu tỏ ra oan ức. "Quỳnh Anh thấy sao rồi em, chuyện hôm qua chị xin lỗi em nhé." "Cũng sao chị, lúc đó đi vệ sinh không để ý mà làm em gặp nguy hiểm, nhưng mà không sao là tốt rồi, dù gì anh ta cũng chưa làm gì được em." Quỳnh Anh lúc này trong lòng đã phẫn nộ tột đỉnh, vừa hay cô đang muốn hỏi tội cô ta thì lại tự mò đến đây, rất nhanh chóng Quỳnh Anh đứng dậy và một cái tát in hẳn năm ngón tay trên mặt Hà Anh. Âm thanh chát nghe rõ to đủ hiểu cô dùng lực cỡ nào. Tất cả mọi người đều bất ngờ và đứng hình 5 giây. Hà Anh bị tát mạnh, cả cơ thể bất ngờ không đứng vững lùi về sau mấy bước. Chấu mắt lên nhìn chằm chằm về phía Quỳnh Anh. Cô ta tức lắm nhưng mà kìm chế lại rồi nói trong ủy mị. Quỳnh Anh, sao, sao em lại đánh chị? Chị còn hỏi tại sao à? Quỳnh Anh như muốn sông đến xé thịt lột da cô ta ra vì đã chơi xấu sau lưng cô. Cất giọng lạnh lùng nói. Chị có tin tôi đánh cho chị bỏ cái tật thảo mai giả dối đó không hả? Chị nói đi, tại sao? Tại sao chị đối xử với tôi như vậy? Chị là người bỏ thuốc vào ly nước của tôi đúng không hả? Nói mau. Hà Anh sững sờ cô ta không nghĩ rằng Quỳnh Anh lại biết nhanh như vậy. Cô rõ ràng đã dùng tiền để mua chuộc bọn nhân viên đó rồi. Thế mà sao vẫn bị lộ cô ta làm như mình vô tội rồi nhìn qua ông Thanh với bà Mai mà khóc oan ức. Ba mẹ à, mọi người đừng nghe Quỳnh Anh nói bậy. Con không có, con thật sự không có bỏ thuốc gì cả. Lúc con đi vệ sinh ra thì đã phát hiện Quỳnh Anh bị đem đi rồi. Mọi người hãy tin con. Hà Anh đi đến chân bà Mai với ông Thanh cố gắng giải thích. Quỳnh Anh chắc có hiểu lầm gì con rồi nên mới nói thế em ấy không có bằng chứng gì mà lại nói con như thế thì oan cho con lắm bà mai thấy thái độ giả tạo của cô con gái nuôi mà bà rất thương yêu bà coi hà anh như con gái ruột của mình kể từ ngày như hoa mất bà đã hứa sẽ chăm lo cho cô được ăn học thành công như ngày hôm nay cũng là do hai ông bà giúp đỡ thế rồi sao cô ta lại muốn hại quỳnh anh chia rẽ con dâu tương lai với con trai bà bà mai càng nghe càng tức nên vung tay để cô ra còn ăn nguyên một cái tát như trời sáng nữa mẹ sao mẹ đánh con hả anh mẹ không ngờ nuôi nấng dạy dỗ con bao nhiêu năm nay để rồi con lại trở thành người mưu mô thủ đoạn hại người như thế mẹ nói vậy là mẹ tin quỳnh anh sao nó nói toàn là bịa đặt đấy quỳnh anh lúc này ghét cay ghét đắng hả anh cô nói nói tôi bịa đặt sao chị cũng giỏi thay trắng đổi đen lắm tôi sẽ không vu oan cho kẻ đã hại mình mà không có bằng chứng. Đây, tôi cho chị xem. Quay sang Hoàng Quân, anh hiểu ý đưa điện thoại cho cô, mở ra rồi quăng đến trước mặt cô ta. Chị xem đi, cần bằng chứng thì tôi cho chị bằng chứng. Đúng là hồ ly tinh thật mà. Muốn làm người đàng hoàng không làm lại muốn đi làm con giáp thứ 13. Kết cục nó không tốt đâu. Hà Anh cầm lấy điện thoại, cô ta không tin rằng mình lại bị khui ra như thế nhưng một vài giây sau cô ta phải giật mình buông thõng chiếc điện thoại xuống vì những hình ảnh rõ nét ở trong đó quỳnh anh bình thản mà nói tiếp chị thích anh quân nhưng mà anh ấy không đáp lại tình cảm đó nên chị muốn hại đời tôi để khiến chúng tôi từ bỏ nhau đúng không nói đi chứ tôi cứ nghĩ chị đã hiểu ra rằng thứ gì không phải của mình thì dù có tranh giành cố chấp cỡ nào cũng không có được chị quên tôi đã nói lúc trước với chị rồi à? Không, không, đây không phải sự thật. Ba mẹ à, anh Quân, đây là cắt ghép. Quỳnh Anh vì biết con thích anh Quân nên nó mới cắt ghép thế này. Mọi người đừng tin nó. Hoàng Quân nãy giờ im lặng, anh nhìn Hà Anh bằng một thái độ chán ghét vô cùng. Em thôi đi, anh không nghĩ rằng em lại bày ra mấy cái trò hại người này. Em làm vậy lương tâm em không cắn rứt à? gia đình anh đối đãi với em có tệ không cớ sao lại làm mấy trò xấu xa này chạy đến nắm tay hoàng quân mà giải thích anh à anh nghe em nói tất cả đều vì em yêu anh em rất yêu anh thời gian qua em đã cố gắng học tập làm việc để tích góp kiến thức để khi về nước em sẽ dành tất cả phụ giúp anh nhưng anh không cần anh nói rồi người con gái của anh chẳng cần giỏi giang quá anh có thể lo liệu được cho cô ấy quỳnh anh mới là người anh yêu em tỉnh táo lại đi hả anh anh không yêu em bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy không anh phải yêu em nó có gì hơn em chứ anh đối xử với em như vậy chị như hoa sẽ buồn anh biết không hả anh hoàng quân quát lớn như hoa là người cũ mà anh đã xếp vào một góc nhỏ trong tim rồi đó như là một giới hạn đừng ai nhắc đến Đừng bao giờ lôi cô ấy vào chuyện này Và bây giờ em rời khỏi nhà anh ngay lập tức Hãy nhớ kỹ Em mà còn làm gì cô ấy một lần nữa Thì anh sẽ không nhẹ nhàng mời em rời khỏi nhà như hôm nay đâu Mà có thể em sẽ vào tù Để ăn ăn sám hối đấy Hà Anh bị anh nói như vậy Thì cũng không thể ở lại thêm Cô ta đứng dậy nhìn về phía bọn họ Và sau cùng là Quỳnh Anh Ánh mắt thù hận Khiến cho Quỳnh Anh bỗng chốc thấy lạnh sống lưng và cảm nhận như cô ta muốn nuốt chửng mình vào bụng. Hà Anh quay lưng đi với nỗi uất hận trong lòng. Hà Anh quay lưng về, ra đến ngoài cô ta dừng lại trước cổng, quay mặt lại nhìn vào trong nhà của Hoàng Quân. Ánh mắt hiện rõ tia căm ghét và ganh tị, chẳng có chút hối hận gì. Đứng một lúc rồi lên xe quay đi. Trong nhà lúc này, người thất vọng và buồn bã nhất không ai khác là vợ chồng ông Thanh. Bà Mai không thể ngờ được mình đã tin nhầm người như thế nhưng nói cho cùng bà cũng không phủ nhận thời gian sống với hai người ở mỹ hà anh đã rất tốt quan tâm chăm sóc cho hai người nhiệt tình đang ngồi uống nước cô ba ở trong đi ra ông bà chủ với cô cậu vào ăn sáng luôn cho nóng hôm nay tôi nấu nhiều cháo lắm ông thanh nói chị dọn ra cho bọn trẻ ăn đi vợ chồng tôi ăn rồi sau đó ông quay sang hoàng quân với quỳnh anh nói Ba mẹ về đây không bà nội lại trông Nghe chuyện của Quỳnh Anh Nên bà cũng đứng ngồi không yên Con xin lỗi Đã làm mọi người lo lắng rồi Không có gì đâu con Để con lỡ có chuyện Thì ba mẹ biết nói với mọi người bên nhà con ra sao Mà thôi hai đứa ăn sáng đi Rồi nghỉ ngơi Dạ ba mẹ về Có gì tối bọn con sang chơi Ừ Hoàng Phương vỗ tay Quỳnh Anh ăn ủi Chị nghỉ đi Tối hai người qua nhà chơi nhé. Ừ, lái xe đưa ba mẹ về cẩn thận nha. Ba người họ ra về rồi, Văn Khải cũng đến công ty để làm việc. Hoàng Quân vẫn chưa yên tâm về Quỳnh Anh nên hôm nay anh nghỉ ở nhà cùng cô. Anh dặn dò Văn Khải có gì thì gọi cho mình. Sau đó cả hai vào trong ăn sáng. Mấy ngày sau đó, Quỳnh Anh cũng đã lấy lại được tinh thần ổn định. Hoàng Quân ngày đi làm rồi chiều tối tranh thủ về với cô. Từ ngày xảy ra chuyện, anh vẫn chưa thể để cô quay lại công việc ở shop hoa của Nhã Lan được. Còn về chuyện với Nhật Minh và Hà Anh, thì Hoàng Quân mặc dù muốn đưa họ ra pháp luật để trừng trị bọn họ về hành vi thiếu đạo đức của mình, nhưng Quỳnh Anh ngăn cản. Đang ngồi hóng gió ở ngoài xích đu ngắm hoa chơi với con đô la, Hoàng Quân nói đối với bọn họ thì mình không cần phải nhân nhượng em ạ à, nhất là đối với hắn khi đã có âm mưu đen tối với vợ của anh em nghĩ hay là thôi lần này mình tha cho bọn họ đi em cũng không có bị gì chỉ muốn sống cuộc sống thật bình yên bên anh mà thôi hoàng quân nhìn đến người con gái nhỏ bé đang nằm trong lòng mình vuốt ve lọn tóc đang rớt xuống bên má kia anh không hiểu sao cô gái này lại lương thiện đến thế em nghĩ như vậy sao nhưng anh chỉ sợ mình nhân nhượng thì họ sẽ không biết đường hối hận mà lại làm tới nữa em lương thiện là tốt mà với những loại người đó anh chỉ e là quỳnh anh cũng suy nghĩ rất nhiều cô nghĩ thôi thì bớt đi tạo ra oán hận để đổi lấy sự bình yên thôi được rồi anh mà chẳng phải anh vẫn luôn muốn em là cô gái lương thiện bao dung sao em tin là bọn họ sẽ suy nghĩ lại mà không làm gì quá đáng đâu nhưng mà Chợt con đô la nó chạy đến bên cô đưa chiếc lưỡi liếm liếm vào chân. Bồng nó lên rồi đưa tay sờ lên bộ lông mềm mịn ấy mà vuốt ve. Mày cũng đồng ý với tao đúng không? Nó ư ư mấy tiếng rồi nằm dạp xuống trong lòng cô. Thấy thế Quỳnh Anh nói. Đấy anh thấy chưa? Đô la nó cũng đồng ý với em đấy. Thay vì mình gây thêm hận thù thì mình cố gắng buông bỏ như thế sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cũng là cách tạo phước cho con mình sau này nghe lời này của quỳnh anh mà hoàng quân lại càng yêu cô hơn anh cảm thấy ba mẹ mình ăn ở hiền lành hay làm từ thiện để giờ anh cũng được ông trời ban phước đức cho gặp cô gái này đây ừ vợ anh nói gì cũng đúng vợ anh là số một một câu cũng vợ anh hai câu cũng vợ anh nhưng mà cô thích cảm giác vô cùng hạnh phúc đang lan tỏa trong trái tim nhỏ kia ai đã đồng ý gả cho anh đâu chứ Trước sau gì cũng gả thôi Vì anh ăn sạch em hết rồi mà Lưu manh Anh chỉ lưu manh với vợ anh thôi Quỳnh Anh nghe vậy ngại ngùng đỏ mặt Cô quay mặt ra hướng khác Để lảng tránh đi người đàn ông đang trêu chọc cô Hoàng Quân kéo cô Quay mặt lại khóa môi cô Bằng một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng Lát sau khi khí thế trong người anh đã khai thông Thì anh ghé vào tai cô nói Bây giờ mình đi thực hành kiếm em bé được không? anh muốn một trai một gái à không anh muốn bốn đứa như nhà của anh diễn viên lý hải đó bốn đứa con đều đẹp trai đẹp gái như ba mẹ của chúng gia đình hạnh phúc nghe anh nói thế quỳnh anh đánh nhẹ vào ngực anh này anh đừng có mà lưu manh làm bậy nhé anh anh tính bắt em đẻ nhiều như thế sao em chịu được chứ thế em có thích con nít không có chứ em thích nụ cười và sự ngây ngô của chúng nhưng mà chúng ta chưa cưới hỏi gì người ngoài họ sẽ nói này nọ. Lo gì thời đại nào rồi mà còn tư tưởng cổ hủ ấy. Bầu trước cưới sau, được cả châu lẫn ngé lại không muốn à? Em đừng lo, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lo hết. Dĩ nhiên là cô muốn chứ. Cô yêu anh và trước sau gì cũng là cô dâu của anh. Chuyện sinh con không sớm thì muộn cũng phải thực hiện. Hoàng quân bế cô lên vừa đi vừa nói. Chỉ cần nằm yên, anh sẽ khiến em hạnh phúc cuộc sống cứ thế trôi qua rất yên bình từng ngày anh đi làm tối về hai người cùng nhau ăn cơm có những buổi chiều về sớm thì bọn họ cùng với cô ba ra vườn chăm hoa trồng rau đêm đến ôm nhau ngủ và có khi thì tập thể dục cùng nhau riêng về hà anh mấy ngày qua cô ta chẳng khác nào một kẻ ăn chơi bất cần đời buổi ngày cũng như buổi tối cứ đâm đầu vào rượu tối hôm đó cô ta cũng như mọi khi Mặc một chiếc váy sexy ôm sát vào người, vô xe đường cong quyến rũ gợi cảm, cả vòng một căng tròn đẫy đà đi đến quán bar. Mà điều đó đã khiến cho tất cả những người đàn ông ở đó đều phải nhìn đắm đuối thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. chọn một bàn trong góc tối, cô ta kêu rượu ra rồi ngồi uống. bỗng nhiên có một người đàn ông to lớn đi đến, gã ta đã nhòm ngó cô nãy giờ từ lúc vừa mới bước vào trên người còn lộ ra những hình xăm nhìn quỷ dị. Hai bên bắp tay sổ xề ấy có hình xăm mặt con rắn đang lẻ lưỡi ra, khiến cho người nhìn không khỏi thấy sợ. Này người đẹp, sao lại ngồi một mình buồn thế này? Hà Anh không quan tâm đến lời nói của hắn, mà cứ ngồi uống rượu tiếp tục. Gã đàn ông thấy quê vì cô gái trước mặt, không hề để ý gì đến lời nói của mình. Tuy hơi khó chịu nhưng vẫn mặt dày lì lợm tiếp cận con mồi đi lại gần ngồi xuống rồi nói em gái không phiền khi anh ngồi chung chứ thấy em ngồi một mình trong khi anh cũng buồn không có bạn ngồi một mình thì cô đơn quá hà anh tu ực ly rượu rồi nhếch môi nói phiền đi chỗ khác dùm bà đây muốn yên tĩnh ấy đến nơi này mà muốn yên tĩnh thì cũng lạ nhỉ có phải cô em đang có chuyện buồn không có thể tâm sự với anh mấy cô gái họ buồn đến đây tâm sự với anh xong là hết buồn luôn đó cút đi tôi không giống họ gã đàn ông bị đuổi thì bực dọc trong người anh ta từ nãy đến giờ đã kìm chế dữ lắm rồi nhận thấy con mồi không giống như những người khác gã đứng dậy rời đi chờ cơ hội tấn công sau sau khi người đàn ông đó đi rồi hà anh vẫn ngồi đó tiếp tục chìm vào men rượu cô ta cứ nghĩ đến chuyện người cô ta yêu là hoàng quân bị quỳnh anh cướp mất thì cai cú ánh mắt chứa đầy hận thù chỉ muốn nhanh chóng đưa Quỳnh Anh rời khỏi thế giới này. Ôm nỗi hận trong lòng, phút chốc mà cô ta bây giờ chẳng còn ai bên cạnh, vừa không có được tình yêu của Hoàng Quân, vừa mất đi người làm ba mẹ nuôi, mất hết. Hà Anh càng nghĩ càng cay cú mà cầm ly rượu lên uống ực hết. Phút chốc chai rượu đã bị cô ta nuốt sạch trong vòng thời gian ngắn. Muốn về nhà nên lấy điện thoại ra để gọi cho Hoàng Quân. Hà Anh mở mắt ra cố căng mắt lên để nhìn vào màn hình. Cuối cùng cũng mơ màng thấy tên của Hoàng Quân. Cô ta bấm nút gọi, từng tiếng chuông đổ nhưng không thấy anh bắt máy, lại bấm gọi thêm một lần nữa. Hoàng Quân đang nằm bên cạnh Quỳnh Anh, thấy màn hình hiện lên số máy đang gọi là của Hà Anh. Hoàng Quân không nghe mà ấn nút tắt rồi để về chỗ cũ. Quỳnh Anh thấy điện thoại gọi liên tiếp mà Hoàng Quân không nghe, cô thấy lạ liền hỏi ai gọi vậy anh sao anh không nghe máy đi kệ đi không quan trọng nhìn thấy thái độ của anh quỳnh anh nghĩ ngay đến thả anh chắc là chị ta gọi anh cứ nghe đi nhỡ đâu chị ta có việc gấp gì thì sao không đâu gọi cho anh vào giờ này thì cũng chẳng có gì tốt đẹp thì anh cứ nghe đi có mất mát gì đâu hoàng quân nghe quỳnh anh nói như thế thì anh cũng lấy điện thoại lên bắt để nghe Xui sao lúc này điện thoại của Hà Anh lại đúng lúc hết pin, màn hình đã tắt ngúm đi. Anh chẳng nghe thấy gì nên cũng mặc kệ. Hoàng Quân nghĩ chắc cũng không có chuyện gì nên bỏ máy xuống đầu tủ. Quỳnh Anh thấy vậy thì hỏi. Sao vậy anh? Không biết nữa. Mà chắc gọi cũng không có gì tốt lành đâu. Thôi muộn rồi, mình đi ngủ thôi em. Dạ. Bên đây Hà Anh thấy Hoàng Quân không nghe. Chiếc điện thoại dường như cũng phản bội cô mà hết pin vào lúc này tức giận mà chửi thề. Mẹ kiếp, đến cả mày cũng không cần tao sao, cút hết đi. Lúc này khi đã thấy không uống được nữa, thì bỏ đại một số tiền trên bàn rồi đứng dậy rời đi. Hà Anh bước đi lảo đảo vì say. Cô ta say khướt đến nỗi không nhìn thấy đường, siêu vẹo hết bên này rồi đến bên kia, suy chút nữa ngã nhào xuống đất. Gã đàn ông lúc nãy thấy bộ dạng của Hà Anh bây giờ đã chẳng còn tỉnh táo hắn ta mòn men đi đến bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô hà anh vẫn hung hăng cho mình không say mà nói mặc kệ tôi bỏ tôi ra đi cô em say lắm rồi đó để anh đưa về nhé hà anh cố đẩy hắn ra nheo mắt mà nhìn cô ta cố căng mắt ra nhìn nhưng giờ này thì chỉ có mà nhìn thấy sao thôi chứ thấy rõ gì nữa anh là ai tôi không say bỏ tôi ra anh đừng có lợi dụng cơ hội nha tôi bảo anh Hoàng Quân yêu dấu của tôi một tiếng là anh xong đời đó. Anh ấy yêu tôi lắm chứ không yêu con hổ ly tinh đó đâu. Hà Anh vừa nói vừa cười. Anh biết không, con đó nó không có gì hơn tôi cả. Tôi đẹp, quyến rũ, lại thông minh, giàu có hơn nó. Cái gì cũng hơn nó nên nó không thể nào đứng bên cạnh anh ấy được, hiểu không? Nghe qua thì biết Hà Anh đang thất tình. Gã đàn ông thấy vậy cũng gật gù giả vờ đồng ý theo. Cô em nói đúng, cô em vừa xinh đẹp ngon lành thế này mà thằng nào không yêu em là bị đuôi rồi đó coi như anh thông minh nhưng mà anh sai rồi anh ấy vẫn không cần tôi hà anh nói tới đây thì khóc cô ta mắt nhắm mắt mở mà khóc gã đàn ông liền nói vậy thì tôi cần em tôi sẽ làm cho em sung sướng lên mây gã đàn ông nhanh chóng dìu hà anh bước đi ra khỏi quán sau đó đưa cô ta về nơi ở của mình Hà Hà Anh nằm xuống giường mà nhìn cô, rồi hiện ra nụ cười biến thái, dầm đãng. Xung quanh căn phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ phát lên ánh sáng le lói mờ ảo. Gã đàn ông nhìn thấy Hà Anh nằm đó, cả thân thể nóng bỏng, những chỗ cần hiện thì hiện, làm cho hắn ta nuốt khan ngụm nước bọt. Rất nhanh chóng, hắn đã lột sạch áo quần rồi lao vào cô. Hà Anh bị hắn lao vào đè lên người hôn hít khắp nơi, Cô ta lúc này mới mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông lạ mặt thì hoảng hốt, "Anh là ai, cút khỏi người tôi." ngoan đi em yêu, đêm nay em ngoan ngoãn đi, còn nếu càng phản kháng thì càng đau đớn đấy." "Đồ khốn, tránh xa tôi ra." Hà Anh lúc này với sức lực yếu ớt của mình cố vùng vẫy, nhưng mọi thứ đều trong vô vọng. Hắn ta mạnh bạo xé toạc váy cô ta ra. Hà Anh đưa tay cào cống để lại những vết xước dài trên người hắn. Gã bị đau nên tát mạnh vào mặt cô. Còn chó, mày dám làm ông đau à? Từng cú tát mạnh vào gương mặt nhỏ ấy, Hà Anh đau đớn mà gào khóc. Nhưng có lẽ bây giờ cho dù có gào cỡ nào thì cũng chẳng có ai cứu được. Gã đàn ông nhanh chóng mạnh bạo phá vỡ đời con gái của Hà Anh. Hắn ta hì hục bên trên còn hà anh bây giờ nước mắt cũng đã chảy dài bên má hoàng quân cứu em ba mẹ ơi cứu con có ai không cứu tôi với la đi cứ la thoải mái nhưng chẳng ai cứu được cô em đâu hắn ta mặc kệ hà anh đau đớn mà liên tục vùi xuống cấu xé ngấu nghiến cô như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày trong phòng vang lên âm thanh cót két của chiếc giường sắt bị gã cưỡng đoạt như thế hà anh không cam chịu Cô ta nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy một cái bình nước bằng thủy tinh nằm bên chiếc tủ gỗ kia. Trong lúc gã không để ý, cô ta cố gắng với tay lấy nó, nhanh chóng đập mạnh vào đầu gã. Do bị bất ngờ nên gã không phòng bị được, đau quá đưa tay lên giữ đầu, máu bắt đầu chảy ra. Hà Anh đẩy hắn ra khỏi người mình, mà vùng dậy vơi chiếc áo khoác, rồi cố gắng chạy thoát thân. Lúc này đây, hà anh dùng mọi sức lực yếu ớt còn lại để chạy vừa chạy vừa nhìn lui sau chỉ sợ hắn ta đuổi theo kịp phía sau gã đàn ông cũng chạy theo nhưng mà vì mất máu lại có rượu nhiều nên chóng mặt không kịp cô chạy siêu vẹo đến nỗi ngã lên ngã xuống làm cho chân của cô cả xuống mặt đất mà chảy xước ra đến đường lộ hà anh vẫn chạy cô ta không nhìn đường mà chạy băng qua đúng lúc này một chiếc xe hơi đang chạy đến May mà người lái xe phanh kịp Nhưng vì bất ngờ nên Hà Anh hoảng sợ mà ngã xuống Cô ta bất tỉnh ngay giữa đường Người trên xe bước xuống Đó không ai khác là Nhật Minh Anh ta đi đến xem thì phát hiện là Hà Anh Hà Anh sao lại là cô? Nhìn Hà Anh với bộ dạng đầu tóc rũ rượi, quần áo thì rách dưới. Nhật Minh không biết cô đã xảy ra chuyện gì nữa. Với lại đang bất tỉnh, nên đưa lên xe rồi lái đi đưa về nhà mình. đến sáng hôm sau Hà Anh tỉnh lại đầu đau như búa bổ. cô nhìn xung quanh căn phòng thấy lạ lẫm, phát hiện đây không phải nhà mình. nhớ lại chuyện tối qua cô đang chuẩn bị rời quán ba thì có gã đàn ông. Hà Anh nhìn xuống áo quần mình đã được thay, cô ta lo lắng định bước xuống giường thì cảm nhận một hơi đau chuyển đến từ vùng dưới thân. vỗng lúc này từ ngoài cửa một tiếng cạch vang lên. Nhật Minh từ ngoài đi vào Nhìn thấy Hà Anh đã tỉnh dậy thì đi đến gần Tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây? Là anh, anh là người đã cứu tôi à? Là tôi đã đưa em về đây Em băng qua đường mà xe tôi chạy đến Cũng may phanh kịp Không thì tôi không biết em còn ngồi đây được không? Hà Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua Đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời Mà không thể quên được Tôi, tôi mất tất cả rồi tôi chẳng còn gì nữa bọn họ đã biết những chuyện mà tôi đã kêu anh làm em bình tĩnh lại đi anh bảo tôi bình tĩnh bằng cách gì tôi tôi muốn về nhà nhìn thấy Hà Anh mất bình tĩnh như vậy Nhật Minh cũng không nói gì lát sau anh ta mới bảo tôi sẽ đưa em về giờ đi xuống dưới nhà ăn chút gì đã tôi không muốn ăn tôi cần yên tĩnh anh đưa tôi về đi Nhật Minh sau đó cũng đưa Hà Anh về. Từ sau vụ tính cưỡng đoạt Quỳnh Anh thì anh ta không dám làm gì xấu với cô nữa. Hoàng Quân cũng đã đe dọa đến công ty của nhà anh ta nên tốt nhất bây giờ không liên quan gì đến bọn họ. Hà Anh được Nhật Minh đưa về đến nhà. Cô ta đi vào trong, lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Cởi bộ đồ ra mà cô ta kinh hãi với những vết bầm tím trên người mình do gã đàn ông lạ mặt kia để lại. Hà Anh ngồi vào bồn tắm điên cuồng lấy xà phòng trả lên người, rồi cọ sát như thể muốn cho trôi đi những thứ tồi tệ đó. Lại nhìn mình trong gương, cô ta hét lên vang dội cả căn nhà. Khốn nạn, à, đừng để tao gặp lại mày, thằng chó chết. Sau cả tiếng trong phòng tắm, Hà Anh bước ra ngoài với mái tóc ướt rũ rượi, nhìn cô ta bây giờ chẳng khác nào một người điên mở tủ ra lấy chai rượu đi ra một góc ngồi cô ta ngồi uống như thể muốn quên đi tất cả nhưng người ta thường nói càng cố quên thì sẽ càng nhớ ngồi uống một hồi chán chê lúc này cô ta cầm chai rượu đứng dậy đi từng bước siêu vẹo lên trên lầu bước vào một căn phòng bên trong chính xác là phòng thờ của như hoa hà anh không khác gì một kẻ điên đi đến trước bàn thờ của như hoa mà cười khổ nói Chị gái à, tôi mất tất cả rồi. Mất đi thứ quý giá nhất của đời mình rồi, chẳng còn gì nữa. Mà còn hay không, để làm gì chứ? Anh ấy sắp cưới vợ rồi. Người đó không phải chị cũng chẳng phải là tôi. Tôi cứ nghĩ nếu như chị không còn thì người đứng bên cạnh anh ấy sẽ là tôi. Nhưng mà không, nó đã cướp đi anh ấy rồi. Hà Anh bỗng khóc giống lên. Sao chị không phù hộ cho tôi? Chị là chị gái tôi mà chẳng giúp được gì tôi thế. Tôi cho chị đi về với ba mẹ sớm cũng phải thôi, chị ở lại chỉ ngáng đường tôi thôi, nếu không phải là tôi thì chị hay là Quỳnh Anh đều không thể, hiểu chưa? Sau đó cô ta ngồi bệt xuống sàn uống hết sạch chai rượu, ngủ lúc nào cũng không hay. Mấy ngày sau cô ta lúc nào cũng thế, luôn chìm trong rượu bia, chẳng khác nào con ma men. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma hôm nay là ngày mà hoàng quân đã chọn để làm bù tiệc sinh nhật cho quỳnh anh và hơn hết anh còn có một ý định khác đó chính là sẽ cầu hôn cô mọi việc đều đã được anh cho người sắp xếp thật chu đáo có cả sự giúp đỡ của ba mẹ anh nên phần nào cũng yên tâm hơn hoàng quân cũng đã gửi thiệp mời đến rất nhiều họ hàng bạn bè và cả đối tác làm ăn với anh không khí ở nhà hàng bây giờ rất đông đúc nhộn nhịp lúc này xe của anh cũng đã dừng trước cổng nhà hàng quỳnh anh vừa được hoàng quân đưa đến anh bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cô quỳnh anh hôm nay trong bộ váy đỏ đuôi cá phần trên ôm sát cơ thể cô được thợ trang điểm make cáp nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ ông thanh với bà mai đang đứng đón khách thấy hai người đến thì đi nhanh ra con dâu mẹ hôm nay đẹp lắm Quỳnh Anh được bà Mai khen thì cô ngại ngùng mà thỏ thẻ đáp: "Con cảm ơn mẹ." "Có gì đâu, người một nhà rồi con cứ cảm ơn như thế, thấy khách sáo lắm." Dạ. "Mà hai đứa nhanh vào đi, mọi người đến cũng gần đông đủ rồi." Bỗng điện thoại của Quỳnh Anh réo lên, cô lấy ra thì thấy đó là dì mình gọi, quay sang nói với Hoàng Quân: "Dì Vân gọi, anh và ba mẹ vào trong trước, lát em vào nhé, trong đó ổn lắm." Hoàng Quân cũng không để ý gì mà đồng ý với cô. Anh đi rồi, Quỳnh Anh nhanh chóng mở máy lên nghe. Cô đi ra một chỗ ít tiếng ồn để nghe. "Con nghe đây ạ." À? "Ừ, buổi tiệc sao rồi?" "Dạ, mới là sắp bắt đầu thôi gì. Anh Quân mới đón con đến nhà hàng." "Vậy sao? Thế ba con, ông ta có đến không?" "Con vẫn chưa thấy nữa, chắc là ông ấy không đến đâu. Mà thôi, con gọi lại cho dì sau nhé." bây giờ con đi vào trong kèo để mọi người chờ không hay quỳnh anh tắt máy rồi quay người đi vào trong thế nhưng cô chỉ vừa mới đi được mấy bước thì đã bị một bàn tay dùng chiếc khăn bịt vào miệng rồi lôi đi về phía sau quỳnh anh không biết chuyện gì cô cố vùng vẫy để thoát thân nhưng vô dụng chỉ ú ớ được mấy tiếng bỏ tôi ra cứu hoàng quân cứu em sau đó cô được đưa lên một chiếc xe đã được đỗ sẵn ở bên đường rồi người đó lấy một miếng vải màu đen trùng đầu cô lại. Chẳng nhìn thấy gì nữa mà chỉ là một màu đen tối như mực. Các người là ai hả? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra. Đáp lại là âm thanh trầm ồn nghe hơi sợ. Im lặng đi, đừng hỏi nhiều. Có tin bọn tao giết mày luôn không? Ngoan ngoãn thì cầm mồm lại. Trong đầu thẩm nghĩa đến điều tệ hại nhất. Quỳnh Anh bây giờ rất sợ. Nước mắt cô rừng rừng muốn khóc. Miệng chỉ lẩm bẩm Hoàng Quân cứu em. Trong đầu lại không muốn cuộc đời mình lại có kết cục thảm hại như thế này. Lại nhìn đến bọn họ, Quỳnh Anh van xin. Mấy người làm ơn thả tôi ra được không? Nếu mấy người cần tiền thì tôi sẽ nói với người nhà đưa tiền cho. Xin đừng làm hại tôi. Thật sao? Đúng vậy, muốn bao nhiêu chỉ cần nói. Tên này nghe đến tiền thì sáng mắt, chỉ tên còn lại nói. Mày tỉnh lại, nghe đến tiền là sáng mắt, cô ta mà biết được thì coi chừng. Ngay đến từ cô ta ở đây, Quỳnh Anh đầu liền nhảy số. Cô nghĩ đến một người và người đó chỉ có thể là Hà Anh. Người muốn hại cô, muốn cô biến mất chỉ có thể là Hà Anh. Sau bao nhiêu chuyện mà cô ta gây ra thì vẫn không tỉnh ngộ. Mau ủ khăn cho nó ngủ đi. Thế là bọn chúng nhanh chóng bịt một chiếc khăn vào miệng cô. Nhanh chóng mắt sụp xuống cô chìm vào mơ màng rồi bất tỉnh. Lúc này một chiếc xe ô tô màu đen đang đuổi theo phía sau, người đó không ai khác là ông Tính. Vừa nãy ông lái xe đang xuyên qua đường thì nhìn thấy bóng dáng của Quỳnh Anh và hai người nào đó mặc đồ đen. Bọn chúng đang khống chế và kéo cô vào xe rồi chạy đi. Nhìn thấy con gái như thế, ông đoán chắc là cô gặp nguy hiểm, ông Tính phóng xe chạy đuổi theo. Trên xe một tay lái còn một tay lấy điện thoại gọi ngay cho Hoàng Quân lúc bây giờ anh cũng đang đón khách mà thấy quỳnh anh vẫn chưa đi vào nên đang đi ra ngoài tìm tìm kiếm xung quanh vẫn chưa thấy cô đâu bất chợt hoàng quân nhìn thấy một vật có phát sáng le lói chiếu lên từ dưới đất bước trên đi đến và cúi xuống nhặt lên thì phát hiện đó chính là sợi dây chuyền mà anh đã tặng quỳnh anh trong ngày sinh nhật hôm đó hoàng quân đang lo lắng không biết quỳnh anh đâu rồi vật còn đây nhưng người thì chẳng thấy đâu bỗng tiếng chuông điện thoại gọi đến. Hoàng Quân lấy ra, thấy ông tính gọi thì bắt máy ngay. Bác à? Ừ, Hoàng Quân. Quỳnh Anh, Quỳnh Anh bị bắt cóc rồi. Ta đang đuổi theo bọn chúng. Bác nói sao? Bắt cóc à? Đúng vậy. Lúc nãy bác vừa đến thì thấy Quỳnh Anh bị hai tên áo đen kéo vào xe rồi chạy đi. Ta đang chạy theo đây. Hoàng Quân nghe thấy vậy anh lo lắng đến nỗi lắp bắp. Dạ, dạ, bác theo sát bọn nó nhé, con theo sau. Sau đó Hoàng Quân tắt máy rồi chạy vào trong thông báo cho ba mẹ mình. Ông Thành với bà Mai nghe được thì không tin vào tai mình. Bắt cóc? Ai mà lại đi bắt cóc con bé chứ? Con cũng chưa biết Quỳnh Anh đâu có thủ án gì với ai. Báo công an đi. Con nhanh nhờ công an họ sẽ cứu được con bé. Nhanh đi con. Ông Thành liền ngăn lại. Khoản đã, nếu đã có ý định bắt cóc con bé thì chúng nó sẽ gọi điện cho chúng ta trước. Chỉ có thể là tống tiền Giờ mà báo công an chỉ sợ con bé gặp nguy hiểm. Bà nói cũng đúng, giờ con đuổi theo đã. Bà sắp xếp nói với khách giúp con. Ừ, cẩn thận nghe con, có gì nhớ gọi. Hoàng Quân chạy nhanh ra ngoài cùng với Văn Khải lái xe theo hướng ông Tính đã nói. Cố gắng đuổi theo chỉ mong sớm cứu được Quỳnh Anh. Nếu như cô mà gặp chuyện gì nguy hiểm thì chắc anh ân hận lắm vì đã không bảo vệ được cô. Trên xe lúc này Tên áo đen lái xe phát hiện phía sau xe Có xe đuổi theo Nên hắn ta chạy rất nhanh để cắt đuôi Một tiếng sau xe của bọn họ đi vào một vườn cao su Tiến sâu vào trong là một căn nhà đã cũ nát Xung quanh chẳng có nhà cửa gì Xung quanh chỉ toàn là cây cao su Dìu Quỳnh Anh vào trong trói tay cô ở phía sau Rồi để cô nằm giữa nền nhà lạnh lẽo Điện thoại tên kia kêu lên Tôi nghe đây cô Hà Anh các anh đến đâu rồi? Vừa mới đến cô. Tốt lắm, tôi sẽ đến ngay. Hà Anh nghe bọn họ nói đã bắt được Quỳnh Anh đến thì chê môi nở ra nụ cười tả ác. Ánh mắt chứa đựng sự căm ghét. Về phía ông tính dù có đuổi cỡ nào cũng không kịp và cuối cùng mất dấu. Ông đành tấp xe vào bên lề để gọi cho Hoàng Quân. Một lát sau xe anh cũng đến chỗ ông ấy. Bọn chúng chắc đã phát hiện nên cắt đuôi rất nhanh. Ta không theo kịp không biết con bé có sao không nữa. Hoàng Quân cũng lo cho cô nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an ông tính. Chắc không sao đâu ạ. À. Thế giờ còn cách nào không hay là báo công an? Văn Khải lúc này mới nói. Sếp à, anh thử dò định vị xem. Lúc trước chẳng phải điện thoại của anh đang dùng đã đưa cho Quỳnh Anh dùng sao? Hoàng Quân nghe Văn Khải hỏi thì anh mới sực nhớ ra chuyện đó. Tại sao anh lại có thể quên đi việc này Sao cậu không nói sớm tôi cũng quên mất. Anh nhanh chóng mở điện thoại mình lên vào phần xác định vị trí thì nhanh chóng anh biết được nơi cô đang bị bắt. Sao rồi quân? Dạ được rồi bác. Thế chúng ta đến đó ngay đi. Mà khoan, hãy báo công an trước đi. Bác nghĩ có công an giúp đỡ thì sẽ nhanh cứu được Quỳnh Anh hơn. Dạ, để cháu báo nhờ họ giúp. Sau đó cả ba lên xe rồi nhanh chóng đến chỗ nhốt Quỳnh Anh. Trong căn nhà Quỳnh Anh mơ màng tỉnh Cô từ từ mở mắt ra, phát hiện mình bị trói tay ở sau lưng, trên miệng còn bị nhét cái khăn. Đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt cô thấy một bóng người phụ nữ đang quay lưng về phía mình. Quỳnh Anh cố gắng xoay người để ngồi dậy. Ngay tiếng động phát ra sau lưng, Hà Anh liền quay người lại. Thấy Quỳnh Anh đã tỉnh, cô ta đi đến gần, rồi ngồi xổm xuống trước mặt mà hỏi. Tỉnh rồi à? Đây là đâu? Tại sao chị lại đưa tôi đến đây hả? Rốt cuộc là chị đang muốn gì nữa đây? Mày hỏi tao muốn gì à? Tao muốn gì chắc mày là người rõ nhất cơ mà. Sao chị cứ cố chấp vậy hả hả anh? Chị đã gây ra bao nhiêu chuyện cho tôi rồi. Mà bây giờ còn cho người bắt cóc tôi. Anh quên mà biết thì chị đừng hỏng van xin gì cả. Lời Quỳnh Anh vừa dứt thì Hà Anh đột nhiên cười phá lên. Nhìn thấy nụ cười mang kiểu bất cần tả dị đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhìn xung quanh ngôi nhà này chẳng có lấy bóng người nào nỗi sợ trong cô lại càng dâng lên khi không biết chính xác người phụ nữ điên cuồng vì tình này còn có thể làm gì cô nữa đây cả hai tay bị trói phía sau đến dướng cả máu đau đớn vô cùng hà anh à chị suy nghĩ lại đi nếu như chị thật lòng yêu anh quân thì chị có thể đường đường chính chính mà chinh phục anh ấy cớ sao chị lại bày hết trò này đến trò khác để hại tôi làm như vậy chị chỉ khiến anh ấy căm ghét chị hơn thôi im đi Tao nói rồi, nếu không phải là tao thì chẳng có đứa nào được yên ổn đứng bên cạnh anh ấy cả. Tao yêu anh ấy và tao có thể làm mọi việc kể cả giết mày. Mày hiểu không? Cô ta cười man sợ, ngay đến thôi là gai ốc trên người nổi lên khắp nơi. Mày thì có gì hơn tao chứ? Xinh đẹp giỏi giang giàu có, mày đều không có, nhưng tao thì có thừa. Một đứa xuất thân bần hèn như mày, liệu có thể giúp gì cho anh ấy? không biết đường mà tự rút lui lại cứ muốn lao vào để moi móc ăn bám anh ấy đúng là tôi không xinh đẹp không giỏi không giàu như chị nhưng tôi có tấm lòng bao dung và yêu anh ấy thật lòng mình còn chị thì sao chị cứ giả vờ yêu đuối để ai xem nhân cách của chị có xứng để anh ấy yêu không hà anh bị cô nói thế liền tới gần vung tay tát mạnh vào má cô ánh mắt hung tợn trừng lên mày nói gì con chó ai cho mày dám nói tao thế hả Tôi chỉ nói sự thật thôi, người như chị sẽ không bao giờ được anh ấy yêu. Mày tự tin gớm nhỉ, tao nói cho mày nghe một chuyện, chị tao còn không có cơ hội được ở bên anh ấy còn phải chết dưới tay tao, thì mày cũng chẳng là gì, kết cục cũng như vậy thôi. Lời Hà Anh vừa nói khiến cho cô không thể nào tiêu hóa kịp, chẳng phải chị Như Hoa chết vì tai nạn sao, lần trước Hoàng Quân đã kể rằng chị ấy bị tai nạn, vậy sao bây giờ lại liên quan đến Hà Anh? chị nói vậy là sao chẳng phải như hoa bị tai nạn sao đừng nói với tôi cái chết của chị ấy cũng có liên quan đến chị thông minh đấy người cản trở hà anh này đều phải nhận kết quả như thế chị ấy là chị gái của tao thiệt nhưng cái gì mà tao đã thích thì cũng đừng phí công mà dành làm gì chị đã làm gì chị ấy làm gì à để tao nhớ xem à tao chỉ là cho xe hỏng phanh trước lúc chị ta đến tìm anh quân thôi chị thật là một con quỷ Chứ không phải là người hà anh à Đến chính cả chị gái của mình mà cũng không tha Bà mẹ chị thật uổng công Khi đưa chị đến với thế giới này thật vô ích Mày đừng vội nói sớm Tao cũng sẽ tiễn mày đi chầu ông bà Và mẹ mày sớm thôi Yên tâm Người làm trời nhìn đó Chị hãy suy nghĩ lại mà dừng tay đi Bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn Đừng để đến khi anh ấy đến đây Và chị sẽ lãnh mọi hậu quả Với những việc mình làm đó Quỳnh Anh thật sự không hiểu được đầu óc của chị ta như thế nào nữa. Đến cả tình thân mà cũng hại được. Thì cô, một người xa lạ lại có được tình yêu của người chị ta thích. Thì có bảo toàn tính mạng hay không? Chỉ nghĩ đến đó thôi thì Quỳnh Anh thầm cầu nguyện rằng ông trời sẽ phù hộ và cho Hoàng Quân sớm đến cứu. Bỗng nhiên lúc này điện thoại Hà Anh vang lên không ngừng. Cô ta không cần xem thì cũng biết người gọi đến là ai. Nhếch môi cười rồi bắt máy em nghe đây. Bên đây Hoàng Quân thấy cô ta bắt máy liền hỏi. Hà anh, em đang ở đâu? Có chuyện gì không anh? Hôm nay anh lại có nhã hứng mà gọi cho em thế. Không ở bên cô người yêu bé nhỏ của mình à? Không có gì là tự nhiên cả. Em nói đi, có phải em đang bắt nhốt Quỳnh Anh không? Anh nói gì vậy anh Quân? Người yêu anh, anh bảo vệ cẩn thận vậy mà. Em làm gì có gan? Thấy Hà Anh cứ khăng khăng như vậy thì Hoàng Quân tức giận lắm anh liền quát. Anh không có thời gian nhiều để đùa với em, nói mau đi. Có phải em sai người bắt cô ấy không? Hà Anh à, tỉnh táo lại đi. Hà cớ gì mà em phải làm như vậy chứ? Hà Anh chưa nói gì ngay, cô ta nhìn về phía Quỳnh Anh đang ngồi dựa vào tường. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ gì đó. Lát sau cô ta cười khẩy rồi nói với Hoàng Quân. Giờ em rất là tỉnh táo, phải đấy, quỳnh anh là do em bắt đi anh muốn nghe giọng của nó không nói xong hà anh đi đến gần chỗ của quỳnh anh cô ta mở loa ngoài điện thoại lên hoàng quân đang gọi quỳnh anh à em có sao không quỳnh anh anh quân em không sao hà anh có làm gì em không ngang đó hà anh liền nhét cái khăn vào miệng của quỳnh anh không cho cô nói nữa hoàng quân không nghe thấy quỳnh anh trả lời anh liền hét lên hà anh em đừng có điên nữa nếu em động vào cô ấy, chỉ cần bị thương một chút nhỏ thôi, anh cũng sẽ sống chết với em đó. Wow, anh yêu nó nhiều đến thế sao? Đã như thế thì anh đừng mong gặp lại nó. Em đừng làm bậy, em nói đi, giờ anh phải làm gì thì em mới chịu thả cô ấy về. Muốn gì à? Dĩ nhiên là muốn nó biến mất khỏi thế giới này, muốn anh thuộc về riêng em, muốn được làm vợ anh. Em rõ ràng biết những điều đó là không thể mà. Anh không yêu em. Hà Anh nghe anh nói Giờ em bình tĩnh lại đưa Quỳnh Anh về đi Anh và gia đình sẽ không truy tố em đâu Hà Anh nghe câu Anh không yêu em đó Của Hoàng Quân thì càng tức giận hơn Cô ta nắm chặt tay Nhìn đến Quỳnh Anh đang u ớ vùng vẫy Thế rồi cô ta tắt điện thoại ngay sau đó Hoàng Quân bên đây Đã cùng với lực lượng công an và ông Tính Đi vào gần đến ngôi nhà đó Theo định vị của điện thoại Quỳnh Anh Trước khi tiến sâu vào anh theo chỉ dẫn của công an gọi cho Hà Anh để kéo dài thời gian sợ cô ta sẽ làm ra những việc nguy hiểm đến Quỳnh Anh. Lúc này khi Hà Anh đã tắt máy cô ta đi đến nâng cẩm của cô lên. Mày cũng xinh đấy để tao cho mày ít đường trên khuôn mặt này nhỉ. Như vậy thì mày sẽ không xinh đẹp bằng tao và anh ấy khi thấy mày xấu xí sẽ không yêu mày nữa mà bên cạnh một người tài sắc vẹn toàn như tao quỳnh anh nghe liền lùi về sau lo sợ nhưng chẳng nói được vì bị chiếc khăn nhét vào miệng hà anh lôi khăn ra cô được hít không khí thì thở gấp rồi nói chị chị định làm gì tôi hả phá dung nhan của mày tao sẽ biến mày thành con vịt xấu xí khiến ma chê quỷ hờn tránh ra tránh xa tôi ra chị thật ác độc hai tên đàn ông kia đứng canh cửa nãy giờ nghe vậy liền nói bà chị cần gì phải xuống tay gái đẹp thế này cũng nên để cho hai bọn tôi dùng bữa một tí chứ hà anh nghĩ lại cảnh tự đêm đó mình cũng bị làm nhục cô ta sẽ khiến cho quỳnh anh bị y chang như mình liên đồng ý với bọn người kia ừ nhỉ tao cần gì làm cho bẩn tay nếu hai chú em đã muốn thì chị cũng cho chơi thử một lần phục vụ em nó cho chú đáo ok con dê gái đẹp thế này phải nhẹ nhàng nghe mày tên kia đáp Ta biết rồi, lâu rồi mới được nếm thử mùi vị gái tơ xinh đẹp thế mà. Sau đó Hà Anh lấy ghế ngồi, cô ta sẵn sàng để hai gã kia làm nhục Quỳnh Anh trước mặt mình. Còn đây tiện hơn là lấy điện thoại bật chế độ quay video nhằm quay lại cảnh tượng ấy để gửi cho Hoàng Quân. Nhưng xui xẻo cho Hà Anh và hai tên kia, khi bọn chúng vừa cởi phăng áo ra đang nhào vào Quỳnh Anh thì Hoàng Quân đã kịp xuất hiện. Anh cùng với ông Tính và Văn Khải đi thật nhẹ nhàng từ dưới lên, vì là bọn họ đang ở trên tầng nên một đồng chí công an kêu anh đi lên đường này đánh lạc hướng. Dừng lại ngay. Tiếng nói của Hoàng Quân phát ra khiến cho Hà Anh và hai tên kia phải giật mình. Cô ta đứng bật dậy miệng lắp bắp. Anh Quân, anh sao anh biết? Hoàng Quân nhìn về phía Quỳnh Anh đang bị hai tên kia giữ tay lại. Quỳnh Anh, em có sao không? em không đau ở đâu chứ. Quỳnh Anh thấy Hoàng Quân xuất hiện thì cô vui mừng, cô tuổi thân mà khóc. Nhìn cô đang bị chói như thế càng khiến anh đau lòng hơn. Ông Tính và Văn Khải nhanh chóng xử lý hai tên đàn ông kia, khiến chúng nằm bẹp dưới chân. Hoàng Quân đang định tiến đến chỗ cô thì Hà Anh nhanh chóng lấy con dao thái mà lúc nãy cô ta tính dùng để sạch mặt Quỳnh Anh đưa lên kề vào cổ cô. Anh dừng lại đứng im ngay đó nếu anh bước đến một bước nữa em sẽ cho nó đi chầu diêm vương luôn đấy nghe thấy hà anh đe dọa hoàng quân lập tức khựng lại anh không muốn vì một phút manh động nào mà khiến cho cô gặp nguy hiểm được liền giơ tay lên rồi nói không hà anh dừng lại anh sẽ đứng đây hà anh nghe anh nói đã cô ta vẫn hung hăng kề con dao vào sát hơn em không muốn nghe gì bây giờ cả giờ rồi, rồi. Hả anh em bỏ dao xuống đi rồi chúng ta nói chuyện được không? Em đâu có ngu. Đến bước đường này rồi thì em cũng không tiếc nuối gì nữa cả. Em chỉ tiếc một điều rằng đến cuối cùng anh vẫn không yêu em. Em đã mất tất cả cũng chỉ vì nó. Đến cả đời con gái cũng bị người ta cướp mất. Tại sao chứ? Em đã gọi cho anh nhưng sao anh không nghe? Giá như anh nghe thì em đã không phải mất đi thứ đáng giá của cuộc đời mình hoàng quân nhớ đến cuộc gọi vào đêm đó anh cũng đã bấm nghe nhưng không nghe thấy gì anh liền giải thích không phải là anh không nghe anh đã bấm nghe nhưng không thấy em nói gì anh nói láo có phải nó chính nó đã không muốn cho anh nghe điện thoại của em không không phải như em nghĩ đâu quỳnh anh là người kêu anh nghe hà anh à quay đầu đi em anh sẽ không bắt em phải chịu tội gì cả giúp em làm lại cuộc đời ba mẹ cũng thương em lắm em phải nghĩ đến như hoa cuối trên trời cũng chỉ mong em có cuộc sống tốt chứ không phải như bây giờ hà anh nghe thế liền bật cười thế nhưng trên gương mặt kia giọt nước mắt cũng đã rơi xuống tuy vậy cô ta vẫn không có ý định lùi bước mong em sống tốt sao hay là chị ấy đang hận tôi vì tôi đã khiến cho chị ấy chết không nhắm mắt hoàng quân lập tức sững sờ với những gì mà mình vừa nghe anh cũng chẳng khác gì với Quỳnh Anh khi nghe chính miệng Hà Anh nói thế. Hà Anh, em vừa nói gì? Nói lại anh nghe xem. Em nói, chính em là người đã hại chị Như Hoa. Và bây giờ Quỳnh Anh cũng sẽ như thế. Những người chen chân vào giữa em và anh đều phải nhận kết cục xấu số. Đừng ai mong mà tranh giành với Hà Anh này. Hoàng Quân nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, anh bảo để anh đến chỗ Như Hoa, nhưng không cô ấy ngăn lại và muốn tự mình đến và trên đường thì gặp tai nạn khi nghe báo tin anh lập tức lái xe đến đó trước mắt anh là như hoa đang được đưa ra khỏi xe các nhân viên y tế kiểm tra cho cô và xác định như hòa đã tử vong cả bầu trời như muốn sụp đổ trong anh nhìn người con gái đang nằm trên băng ca được đưa về bệnh viện cô ấy nằm yên bất động như thế khắp người bị thương máu từ đầu chảy ra anh như một đứa trẻ gào khóc vì chứng kiến cảnh cô gái mà anh yêu, lìa khỏi cõi đời này. Vụ việc đó được công an nhận định đúng là vụ tai nạn. Thế nhưng bây giờ Hà Anh lại nói là do cô ta. Thấy Hoàng Quân sững sờ chưa hiểu. Hà Anh liền nói. Có phải anh bất ngờ lắm không? Thật ra trước lúc chị ấy đi thì em đã làm hỏng một bộ phận của xe rồi. Cho nên mới xảy ra tai nạn đó. Em có còn là người không vậy Hà Anh? đến cả chị gái mà em cũng hại cho bằng được những việc em làm đều không phải là vì anh sao anh có biết được em đã yêu đơn phương anh lâu lắm rồi không tại sao họ đều được anh yêu còn em thì không hôm nay anh đừng hỏng cứu được nó nếu em chết thì nó cũng sẽ chết theo em đừng hà anh nghe anh nói không giây phút này em chẳng muốn nghe gì nữa cả anh đừng ép em bên trong hoàng quân nãy giờ cũng cố kéo thời gian ở phía ngoài hành lang kia công an đã leo lên được mà bằng mọi nghiệp vụ của mình họ đang dần tiến đến không chế hà anh từ sau để cứu quỳnh anh chỉ là lúc này hà anh nhìn qua chiếc gương cô ta đã phát hiện ra có mấy người công an ở phía sau lưng cô ta quay lại thấy họ thì hơi lo lắng sau đó nhìn về phía hoàng quân anh dám báo công an sao các người các người lùi lại nếu không đừng trách tôi hà anh anh xin em đừng hại cô ấy anh xin em đó tránh ra tôi muốn rời khỏi đây một đồng chí công an liền nói hà anh cô mau đầu hàng đi chúng tôi đã bao vây quanh căn nhà rồi lập tức bỏ dao xuống thả người ra đi pháp luật sẽ khoan hồng cho cô hà anh không chịu khuất phục mà kéo cô đi xuống dưới vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng quỳnh anh nên chưa ai dám làm gì quỳnh anh lo sợ vì vết dao kia như đã làm rách cổ cô rồi cảm giác đau rát vô cùng ba anh quân cứu em hà anh thả con gái tôi ra cô chỉ cần thả nó ra thì chúng tôi sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm gì cả tôi cũng sẽ không cho hoàng quân quen với con quỳnh anh nữa sẽ trả lại nó cho cô đó từ lúc yêu hoàng quân tôi đã ngăn cấm rồi nó và hoàng quân là hai thế giới khác xa nhau Tôi đã chọn mối ngon lành cho con gái mình rồi. Cô làm ơn thả con tôi ra được không? Ông tính tự nhiên quay ngoắt 360 độ như thế, khiến cho tất cả bất ngờ. Ông lại tiếp tục quay sang Hoàng Quân. Tôi nói cậu rồi, Hà Anh yêu cậu, hãy ở bên cô ấy. Còn Quỳnh Anh, cậu đừng mơ mộng viển vông nữa, tôi cấm nghe rõ chưa? Hoàng Quân chợt hiểu ý ông cũng phối hợp theo. Ông không cần cấm, ông tưởng tôi thích con gái ông thật à? tôi chỉ là thử lòng hà anh thôi hà anh người anh yêu là em còn cô ta anh chỉ xem như một con ô xin thôi hà anh nghe vậy ngu muội tưởng thật có phần lơ là thế nhưng khi hoàng quân đang định bước đến thì hà anh tay cầm con dao chỉ về mặt anh anh đứng lại đó cho em anh tưởng em là con ngu mà tin lời anh à hai người bớt diễn lại đi tôi không phải con nít mà đi tin những lời đó rất nhanh chóng thấy con mồi cắn câu một đồng chí công an liền tung cú đá nhanh như chớp, còn dao rơi xuống đất, âm thanh len keng vang lên, lập tức những người mai phục đằng sau cũng xông lên tiếp cận khống chế Hà Anh. Cuối cùng sau một hồi thì Hà Anh đã bị bắt và còng tay. Cô ta bị bắt nhưng không hối lỗi mà còn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Hoàng Quân và Quỳnh Anh. Tôi hận các người, tôi chủ cho hai người sẽ không được hạnh phúc đâu. Hoàng Quân đỡ lấy Quỳnh Anh với thương trên cổ đã dứa máu. Vào tù mà ăn năn đi. Tôi đã rất nhẹ nhàng với em. Nếu em biết quay đầu, có lẽ tôi còn xin tha cho em được. Nhưng đến nước này thì đừng mong. Hà Anh ngay sau đó bị công an còng tay lại rồi giải đi. Họ nói sẽ liên lạc với hai người để lấy lời khai sau. Cô ta bị kéo đi nhưng vẫn liếc mắt quay lại nhìn Quỳnh Anh để căm phẫn. Hoàng Quân lúc này mới nhìn đến cổ và cổ tay của cô đã sớm bị dứa máu mà đau lòng. Ông tính cũng không khá hơn anh là bao. Con không sao chứ Quỳnh Anh, cô ta có đánh hay làm gì con không? Quỳnh Anh nghe ông hỏi thì tủi thân. Khi vừa nhìn thấy hai người đi vào cô muốn khóc thật to rồi chạy đến ôm chầm lấy. Đối với người ba này, tuy là trước giờ cô luôn hận ông vì đã bỏ cô mà đi khi còn nhỏ. Cô thiếu đi tình thương của mẹ đã quá thiệt thòi rồi cha cô lại bỏ đi nữa khiến vết thương càng ngày càng in hẳn sâu hơn. Quá sức chịu đựng với một cô gái như cô. Nhưng hôm nay cô không thể dối lòng mình được. Cô muốn xà ngay vào lòng ông để được ông yêu thương lo lắng hay là cái vuốt tóc. Ông tính nhìn thấy cô con gái nước mắt rưng rưng. Ông liền đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Bà xin lỗi con gái, xin lỗi con vì đã để con chịu cực khổ. Ba, ừ ba đây rồi con gái chịu tha thứ cho ba chịu gọi một tiếng ba là ba vui lắm rồi ba đừng bỏ con đi nữa nhé con cần có ba ở bên cạnh nhìn xung quanh ai cũng có ba yêu thương chăm sóc con tuổi thân lắm vuốt tóc cô ông tính vui mừng đến không kìm được nước mắt ba không đi nữa từ giờ ba sẽ bù đắp lại cho con gái của ba hoàng quân thấy hai cha con cô làm lành thì anh cũng mừng cho cô một lát sau anh nhìn thấy máu trên cổ cô cứ tươm ra. Lo lắng nên anh nói đưa cô đến bệnh viện để xử lý vết thương. Sau khi đã khử trùng rồi rửa vết thương cẩn thận thì cả bốn người cùng về nhà. Vì ở buổi tiệc ông Thanh với bà Mai cũng đã lo liệu xong nên họ về thẳng nhà bà Hạ luôn. Xe chạy về đến nhà bà Hạ vừa đi vào trong mọi người ai nấy đều đã đứng trước cửa để chờ. Bà Hạ thấy Quỳnh Anh thì bà liền đi đến gấp gáp hỏi han lại nhìn thấy cô bị băng bó vết thương nữa nên bà càng lo hơn. Quỳnh Anh, cháu bị sao thế này? Quỳnh Anh thấy bà lo lắng liền nhẹ giọng đáp. Cháu không sao đâu bà ạ, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Băng bó thế này mà lại bảo không sao, cái con hả anh đó thật quá đáng đồ ăn cháo đá bát, dám làm hại cháu dâu của bà. Bà Hạ lúc này mới nhìn đến ông tính, không biết đây là ai vì bà chưa gặp qua nên hỏi. Còn đây là hoàng quân đáp dạ đây là ba của quỳnh anh nội à mà thôi mình vào nhà đi rồi nói chuyện đứng đây lại nắng tất cả mọi người đi vào trong nhà ngồi nói chuyện bà mai lúc này mới nói hôm nay có chuyện như vậy thế nên ít bữa ba mẹ bù cho quỳnh anh sau nhé mà nhân tiện có ba quỳnh anh đây tôi cũng xin phép cho hai đứa nhỏ ngày lành tháng tốt về chung nhà luôn ý anh xui thế nào Ông tính nhìn con gái, ông cũng biết rõ tình cảm của Hoàng Quân dành cho Quỳnh Anh là như thế nào. Liền vui vẻ nói. Tôi hoàn toàn đồng ý thưa chị Xui. Nếu bên nhà mình đã coi ngày tốt rồi thì chúng ta cứ thế mà tiến hành thôi. Vậy thì tốt rồi. Hoàng Quân đứng đó nắm lấy tay cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương chiều mến. Giữa muôn vàn lối yêu nhưng anh lại chỉ lưu luyến mỗi người con gái này. Cuộc gặp gỡ một đêm say như là định mệnh đã gắn kết anh và cô. Tình trừ là không thể nhưng vượt qua rào cản chính là bức tường trong tim để hôm nay anh đường đường chính chính yêu cô gái nhỏ bé này. Chỉ là cô, Quỳnh Anh mà chẳng phải là người thay thế. Một tháng sau, giữa một không gian, một bên là biển mênh mông rộng lớn, một bên có cổng hoa, có cô dâu chú rể, có quan viên hai họ và bạn bè gần xa, bữa tiệc đám cưới Linh Đình đang diễn ra. Bà Vân và ông Tùng cũng có mặt để chúc phúc cho đứa cháu gái mà bà đã nuôi dạy. Ông Tính đang dắt cô con gái của mình từ ngoài đi thẳng tiến lên sân khấu. Ở trên đó người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ vét màu đen huyền bí với mái tóc được trải keo gọn gàng đang chờ đợi người con gái của mình. Chào tay cô cho Hoàng Quân, ông Tính nói. Cả cuộc đời ba đã không dành chọn tình cảm cho Quỳnh Anh. Bà ước mong cô con gái này sẽ được hạnh phúc mãi mãi đến đầu bạc răng long. Hoàng Quân, hãy luôn yêu thương và san sẻ với con gái ba nhé. Chúc hai con luôn hạnh phúc và đặc biệt là sớm sinh quý tử cho ông ngoại nhé. Hoàng Quân nghe những lời chúc từ ba vợ, anh lịch sự cúi đầu cảm ơn ông. Con hứa với ba con sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy hết mình. Quỳnh Anh lúc này bùi ngùi một cỗ xúc động khiến cô ngẹn ngào chẳng nói thành lời cô ôm chầm lấy ông mà khóc Ông tính vỗ về lưng cô rồi nói Ngoan nín đi con Hôm nay mình làm cô sâu xinh đẹp thế này Khóc rồi trôi đi lớp trang điểm sẽ xấu đó Ngày vui nên đừng khóc không nên Con gái ba phải cười lên như thế mới xinh đẹp Dạ Thế rồi cả hai tay trong tay tiến về phía lễ đường Giây phút hạnh phúc ấy được hòa chung với những giai điệu về tình yêu Em biết không Đôi lời muốn nói trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh, anh yêu em bằng tất cả chân thành. Kể từ lúc em sang nói lời chào, đến nay đã khiến cho anh yêu em đến điên đầu, người có hai Và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng, em biết không? Những câu ca ấy như một lời nhắn gửi đến cho cả anh và cô, khi về chung một nhà, ngủ chung một giường, thức chung một giấc thì phải luôn luôn trân trọng nó. Hoàng Quân ghé tay nói nhỏ với cô. Em nghe không? Bài hát này anh đã tìm hiểu rất kỹ hợp với chúng ta. Yêu em đến tiên đầu luôn đó, vợ à? Cũng vừa hay em muốn nói cho anh biết. Em rất thích bài hát này. Lúc này khi đã cùng nhau tay trong tay trên sân khấu, màn trao nhẫn cưới được diễn ra, anh Đặng Hoàng Quân đã chính thức đeo lên ngón tay nhỏ nhắn kia một chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu. Quỳnh Anh trong bộ váy cưới trắng tinh, đầu đeo chiếc vương miện lấp lánh đứng bên anh, giống như hoàng tử và công chúa. Cô cũng trao lại nhẫn cho anh, và hai bàn tay lúc này đã như hòa làm một đan vào nhau, như không thể tách rời. Tiếp đến là cha mẹ hai bên lên cho quà mừng. Ông Tính với bà Vân đi lên cùng với vợ chồng ông Thanh và Mai. Nào là vòng vàng rồi sổ tiết kiệm được trao cho hai người rồi bọn họ cùng mọi người trong gia đình chụp hình kỷ niệm. Sau đó cả hai đi tiếp đãi khách quý bên dưới. đi một hồi anh sợ cô mệt nên liền kéo cô đến ghế ngồi ân cần hỏi: vợ à em có muốn ăn chút gì đó không? Tiếp khách nãy giờ mệt lắm phải không? cũng không mệt lắm chồng ạ. À. hôm nay em vui lắm cuối cùng thì chúng ta đã được bên nhau rồi. ừ vui thì vui nhưng cũng phải ăn. Hoàng Quân lại lém lỉnh cây sát vào tai cô nói nhỏ. Ăn nhiều thì mới có sức để tối mình còn động phòng chứ nhỉ. Quỳnh Anh nghe xong ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực anh. Này, anh vẫn không bỏ tật lưu manh đấy nhỉ, anh đừng quên. Em đã học được võ từ em gái chồng đấy nhé. Em dám đánh anh sao, đánh rồi nhớ ảnh hưởng đến giống nòi đó nha. Cái miệng anh càng ngày càng quá rồi đấy ông chú ạ. À. Mà anh này, em không nghĩ rằng chúng ta lại bên nhau cơ đấy. Lần đầu gặp em còn nói mong đừng gặp lại anh, nhưng mà làm sao cãi lại ông trời đã xe duyên được mà anh cũng may mắn lắm đó nha nhờ anh nhặt em về nên giờ mới có vợ đó, chứ không thì ê sắc ế rồi. Vâng, phước ba đời nhà em mới cưới được chị đó, chị Quỳnh Anh. Hoàng Quân nói kiểu trêu chọc khiến cô và mọi người trong bản nghe thấy thì ai cũng bật cười. Anh nghĩ thầm, nhặt về mà lại hay, đúng là cô vợ nhặt về Tối đó sau khi mọi việc xong xuôi ở chơi bên nhà bà Hạ cho đến 9 giờ tối thì anh cũng xin phép đưa cô về nghỉ ngơi. Lái xe về đến nhà Hoàng Quân không nói không rằng gì bế cô lên rồi đi vào trong. Lên đến phòng căn phòng quen thuộc bình thường với tông màu tối bây giờ đã được trang trí lại toàn bộ. Quỳnh Anh lấy đồ đi tắm thì đã bị anh kéo lại rồi phủ lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt sức ham muốn trong anh bắt đầu nóng lên thì chưa gì đã bị vụt tắt đang màn ân ái đột nhiên quỳnh anh cảm thấy buồn nôn cô vội đứng dậy chạy nhanh vào toilet cứ phải gọi là nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì có trong bụng hoàng quân lo lắng chạy vào xem cô mặt mày quỳnh anh tái mét khiến cho anh hoảng hốt lo sợ anh vuốt vuốt lưng cho cô dễ chịu hơn sau khi thấy cô đã nôn xong thì mới dìu cô ra ngoài giường em sao thế vợ sao tự nhiên lại ói nhiều như vậy nhỉ hay là ăn trúng cái gì em cũng không biết nữa bụng dạ cứ khó chịu để anh gọi cho mẹ xem thế nào còn nôn nữa thì anh đưa đi khám thôi em nghỉ chút sẽ khỏe anh đừng gọi phiền mẹ lắm ừ thôi nằm đây anh đi lấy nước cho nói rồi anh đi xuống lấy nước lòng vẫn không yên tâm quyết định gọi cho bà mai nghe tin con dâu như thế bà lo lắng chợt nghĩ đến chuyện kia bà ngờ vực hỏi anh còn với Quỳnh Anh bữa giờ có dùng biện pháp hay gì không? Sao ạ? À? Sao chăng gì? Mẹ đang hỏi chuyện kia đó. Không dùng gì mẹ ạ. À. Bà Mai như chắc chắn về điều mình nghĩ. Thầm nghĩ không lẽ cưới được cả châu lẫn ngẽ và trách móc. Này, anh hơn 30 rồi đấy. Đến cái chuyện đó mà anh cũng không hiểu biết thì mẹ chịu. Ở yên đó đi, lát ba mẹ qua. Vậy phiền ba mẹ không? Phiền gì? Tôi sắp lên trước bà nội rồi thì chẳng phiền gì cả. Nói rồi bà Mai tắt máy ngay. Câu nói vừa nãy cũng làm cho Hoàng Quân không tin vào tay mình. Anh có nghe nhầm không chứ? Không nghĩ nữa đi lấy nước đem lên cho cô. Có gì chờ mẹ mình qua rồi sẽ rõ. Rất nhanh chóng, chỉ 15 phút sau, ông Thanh với bà Mai cả Hoàng Phương đã có mặt tại nhà Hoàng Quân. Bà Mai kéo Quỳnh Anh vào trong nhà vệ sinh rồi đưa cho cô hai cái hộp. Mà Quỳnh Anh nhìn thấy thì chẳng biết là gì 17 tuổi đầu có lẽ những thứ này quá lạ lẫm với cô. Nhìn thấy cô không biết gì bà Mai liền chỉ. Ngồi trong đó nhìn theo hướng dẫn trong chiếc hộp mà cô hồi hộp. Cô biết đọc chữ nên khi đọc thì cũng biết đó là que thử thai. Một lát sau hai mắt căng tròn nhìn hai vạch đỏ chét mà không thể nào đỏ hơn. Cô mừng đến khóc. Vậy là mình có thai sao? Đây là con của mình và anh. Có thai thật sao? Ngoài này thấy cô vẫn chưa xa bà Mai gõ cửa quỳnh anh đứng dậy đi ra rồi đưa chiếc que đến nhìn hai vạch trên đó bà mai không khỏi vui sướng cầm chiếc que mà chạy ra la lên ông nó à chúng ta được làm ông bà nội rồi quỳnh anh có thai rồi cả ba người nghe thấy liền đi vào bà nói gì cơ chúng ta được lên trước ông bà nội rồi tôi vui sướng quá hơn ai hết hoàng quân như không tin anh đi đến cạnh cô em à là thật sao quỳnh anh mừng đến phát khóc Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Hoàng quân sung sướng không nói thành lời, nhưng lát sau mặt tiêu nghỉu. Vậy là anh phải ăn chay 9 tháng 10 ngày à? Ôi đêm tân hôn của tôi. Bà Mai nghe thấy tán cái bốp vào đầu anh. Ôi trời cái thằng con thì không lo. Từ giờ liệu mà chăm sóc Quỳnh Anh đấy. Còn giàu với cháu nội tôi mà có gì tôi hỏi tội anh đó. Dạ. Thế là ngày hôm ấy niềm vui được nhân đôi. Quỳnh Anh không nghĩ rằng cuộc đời cô lại may mắn như thế được chồng và cả nhà chồng yêu thương, như thế chẳng còn gì bằng. Người đang hạnh phúc vì sự thiện lương cho đi là nhận lại. Duy chỉ có một người giờ đây chìm trong bể hận đến đầu óc chẳng còn tỉnh táo. Hạ Anh từ hôm đó bị công an bắt về và sau quá trình khai nhận, các bằng chứng hiện có thì cô ta đã bị tuyên tội bắt cóc, cả thêm tội chuốc thuốc mê nhằm làm hại danh dự phẩm chất của người khác nữa nhận bản án và ngồi tù khiến cho tinh thần của cô ta không còn được tỉnh táo nữa mà trở nên điên loạn. Trong một góc phòng khi cô và Hoàng Quân đến thăm thì Hà Anh ngồi cười như kẻ điên dại. Ê, mày có biết không? Tao sắp được làm vợ anh Quân rồi đấy. Ít hôm nữa sẽ đi thử váy cưới. Bọn mày trông tao đẹp không? Anh ấy yêu tao rất nhiều không yêu nó đâu. Con nhỏ đó xấu hơn tao nhiều. Quỳnh Anh với Hoàng Quân nhìn thấy bộ dạng đó của Hà Anh Hai người không nghĩ cô ta bây giờ lại trở nên như thế. Âu cũng là quả báo cho mọi tội lỗi mà cô ta tự gây ra. Một hồi cười nói ngây thơ chẳng khác gì một đứa trẻ. Một hồi sau thì lại như một người điên cuồng lún sâu trong hận thù. Chỉ tay vào Quỳnh Anh với Hoàng Quân, cô ta gào thét rồi đuổi hai người đi. Lao đến sòng sát mà đưa tay ra cào cấu trong khâu chung. Bà quản giáo thấy Hà Anh lại lên cơn thì đi vào bảo cô ta im lặng hà anh lại rút tay về rồi đi vào trong ngồi nhìn vào bóng mình in trên tường mà nói chuyện rồi cười với cái bóng đó hết giờ thăm lại thêm tinh thần hoảng loạn đó của hà anh nên hoàng quân liền đưa quỳnh anh rời khỏi đó bây giờ cô đang mang thai nên anh cũng không muốn cô nhìn thấy mấy cảnh đó nhiều lúc về hoàng quân có đưa cô ghé vào siêu thị để mua ít đồ lúc này có một cô gái đang đi rất nhanh như trốn tránh ai đó cô gái vội nấp vào chỗ mà quỳnh anh đang đứng một đám người toàn là phụ nữ đi qua Bọn họ dường như đang tìm kiếm ai Thấy bọn họ đi rồi cô gái mới bước ra Cả cô và Thảo nhìn thấy nhau thì ai nấy đều ngạc nhiên Là chị, Quỳnh Anh Quỳnh Anh chợt nghĩ chắc Thảo đã làm gì nên mới bị đám người kia truy đuổi như vậy Chị sống ổn không? Ánh mắt Thảo thoáng tia buồn bã cô ta nói Em thấy đấy, quen với ông kia Nào ngờ lão nói dối chưa vợ Nay bà vợ phát hiện thì tìm kiếm khắp nơi tìm kiếm công việc gì đàng hoàng mà làm đừng làm công việc đó nữa có ngày mấy bà vợ kia bắt được chị thì chị cũng khó mà sống yên ổn ừ cảm ơn em quỳnh anh này chị xin lỗi em vì những chuyện trước đây chị đã gây ra cho em quỳnh anh cười tôi quên hết rồi thảo nhìn xuống thấy bụng bầu của cô đã nhô lên chút chút thì hỏi bụng cũng lớn rồi chúc mừng em nhé cảm ơn chị sau đó quỳnh anh với hoàng quân chào rồi đi về thời gian thấm thoát trôi qua chỉ mới ngày nào đó thôi mà bây giờ quỳnh anh đã là mẹ của hai đứa trẻ cô mang song thai và sinh ra được hai đứa bé một trai một gái bọn trẻ bây giờ đã ngoài ba tháng đang nằm say giấc trong vòng tay của ba mẹ chồng cô chúng nó như thừa hưởng được nét đẹp của cả ba lẫn mẹ hoàng quân đang lái xe đưa mấy mẹ con về thăm ông bà cố và đặc biệt là mừng tân gia nhà mới. Một ngôi nhà rộng rãi khang trang đầy đủ tiện nghi mà Hoàng Quân dành tặng cho bà Vân. Anh biết ơn công lao của bà vì đã nuôi cô khôn lớn xinh đẹp và giỏi sang như ngày hôm nay. Ngồi bên hiên nhà nắng chiếu xuống nồng nàn mùi hương yên bình của vùng quê Bảng Liêu. Ánh nắng dịu dịu giống như hạnh phúc đang dâng trào trong lòng cô lúc này. Quỳnh Anh quay sang thấy Hoàng Quân đang ôm bông, hoàng phương đang ôm bo cho ti sữa thì bất giác trên môi nở nụ cười hạnh phúc đúng là trên đời này gặp nhiều người ở một thời điểm khác nhau cũng không bằng gặp đúng người đúng thời điểm thanh xuân của cô may mắn nhất khi gặp anh được anh yêu và may mắn nữa là sau những chuyện cô cùng anh trải qua thì tất cả được gói gọn trong hai chữ yêu thương người ta nói trong tình yêu không phải cứ yêu say đắm là sẽ được đáp lại bằng thứ tình cảm nồng nhiệt cứ bất chấp yêu là được đền đáp cổ tích và đời thực là hai thực cảnh hoàn toàn khác nhau đúng người đúng thời điểm trái tim sẽ hạnh phúc Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô vợ nhặt về của tác giả Nguyễn Nhung để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.